Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay trong quá trình soạn câu hỏi của số tư vấn điện thoại thì mình tiếp tục nhận được một câu hỏi mình nghĩ là mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời. Câu hỏi đến từ bạn Đặng Nam, bạn hỏi là: anh ơi, em thấy Galaxy S20 FE rất tốt, nhưng đợt này Oppo Reno 6 thiết kế đẹp quá anh à. Anh phân tích kỹ giúp em xem nên mua S20 FE hay là Oppo Reno 6 ạ. Em thấy giá cũng ngang nhau, cảm ơn anh nhiều. Ok, thực ra là mình có tham khảo qua tại website của Hoàng Hà Mobile ấy, thì hiện tại hai sản này có giá niêm yết nó cũng xem nhau thật, đều là 12.990.000 đấy, kể cả S20 FE hay là Oppo Reno 6 đấy. Tuy nhiên là khi các bạn liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà Mobile hoặc kích vào link mà mình đã để ở phía dưới phần ghim comment ấy, các bạn sẽ được một mức giá tốt hơn thế này rất là nhiều. Các bạn cứ gọi điện trực tiếp đến hỏi là bây giờ là tôi không muốn lấy quà thì giá các bạn để cho tôi là bao nhiêu đấy, thì các bạn sẽ báo cho anh em một cái mức giá tốt nhất có thể nhá, nó sẽ rẻ hơn mức này rất nhiều đấy. Rồi, tiếp tục nào, bây giờ quay trở lại với câu hỏi của bạn thì chúng ta sẽ đi đến từng phần một đi. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn Oppo Reno 6 chứ không lựa chọn S20 FE. Bởi vì sao? Bởi vì là cái sạc đi kèm theo Oppo Reno 6 là sạc 65W chứ không phải là sạc 25W giống như S20 FE. Và thêm một cái điểm nữa đấy là Oppo Reno 6 thậm chí là còn có cả tai nghe ở bên trong hộp nữa, cái điều mà S20 FE không có. Nói chung là về cơ bản là hộp phụ kiện thì Oppo Reno 6 nó sẽ đầy đủ hơn rất nhiều so với S20 FE. Các bạn chỉ việc mua về và sử dụng thôi, sạc thì siêu nhanh luôn. Tiếp tục nữa nào, về mặt thiết kế mình cũng công nhận với bạn là khi mà chúng ta đặt hai sản phẩm này ở ngoài đời thật ý, thì cái Oppo Reno 6 nó sẽ đẹp hơn là S20 FE đấy. Reno 6 đầu tiên là nó sẽ mỏng hơn này, nó sẽ nhẹ nhàng hơn này, và chất liệu của nó thì cũng xịn sò hơn. Chất liệu mặt lưng của nó là mặt lưng kính nhé, chứ không phải là mặt lưng nhựa giống như S20 FE đâu. Cái S20 FE mình nghĩ là cái điểm trừ lớn nhất của nó đấy chính là từ cái mặt lưng bằng nhựa thôi, chứ còn S20 FE mình thấy cũng ổn mà. Đấy, nhưng mà về thiết kế thì đúng thật là đúng như bạn nói đấy, Oppo Reno 6 nó sẽ có một thiết kế mình đánh giá là sẽ được nhiều người thích hơn đấy. Về mặt màn hình thì lần này mình sẽ lựa chọn S20 FE bởi vì màn hình của nó tần số quét cao hơn này, và cái độ lớn nó cũng sẽ lớn hơn một chút giúp các bạn có thể giải trí được tốt hơn. Với cả thường là cái màn hình của Samsung ấy, do chính Samsung làm cho các sản phẩm của mình, nó sẽ nịnh mắt hơn một chút so với cả Oppo Reno 6. Tất nhiên nếu mà bạn nào thích một cái màn hình mà nó trung tính hay là phải thích thật thì chúng ta phải lựa chọn màn hình IPS cơ, chứ AMOLED thì màn hình nào nó cũng sẽ rực rỡ một chút đấy. Nhưng mà nếu mà để thoải mái cho cái việc giải trí các thứ nịnh màu thì màn hình của Samsung sẽ nịnh màu hơn đấy. Về mặt hiệu năng thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn ngay và luôn S20 FE, bởi vì nói gì nói, con chip Snapdragon 865 nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với cả con chip Dimensity 900. Mặc dù cái tiến trình sản xuất của Dimensity 900 là mới hơn, là 6 nanomet chứ không phải 7 nanomet, nhưng mà cái thể hiện hiệu năng của Dimensity 900 không thể bằng được Snapdragon 865 được. Đấy, và thêm một cái điểm nữa đấy là với cái tầm giá mà các bạn bỏ ra ngang nhau như này thì S20 FE các bạn sẽ lựa chọn được phiên bản bộ nhớ trong là 256GB, gấp đôi so với cả mức 128GB của Oppo Reno 6. Nên là về phần hiệu năng thì rất là dễ để lựa chọn thôi, chúng ta sẽ lựa chọn luôn cái S20 FE. Về mặt camera thì lại ngược lại, mình sẽ lựa chọn Oppo Reno 6. Camera của Oppo Reno 6 rất là tốt đấy, kể cả camera trước lẫn camera sau mình đều đánh giá nhỉnh hơn so với cả S20 FE. Còn về pin thì về thông số nhá, thì Samsung sẽ có phần nhỉnh hơn một chút, 4.500 so với mức 4.300 đấy. Tuy nhiên là sử dụng thực tế thì mình thấy cũng xem với nhau thôi. Nhưng mà đánh đổi lại thì cái Oppo Reno 6 này được sạc nhanh hơn rất là nhiều, sạc 65W, sạc có tầm khoảng 45 phút đến 50 phút là đầy pin rồi. Trong khi đó thì cái sạc 25W của S20 FE chúng ta phải mất chắc phải tầm 70-80 phút nó mới đầy pin đấy. Vậy nên là về cái sạc thì chắc chắn 100% cả cái pin lẫn sạc mình sẽ lựa chọn Oppo Reno 6. Về các yếu tố khác thì sao? Oppo Reno 6 sẽ có Bluetooth 5.2 thay vì Bluetooth 5.0 giống như là ở trên S20 FE. Tuy nhiên là S20 FE thì nó lại có loa ngoài là loa kép, cái điều mà Oppo Reno 6 không có. Và nó cũng sẽ có thêm cả công nghệ âm thanh Dolby Atmos nữa. Vân tay bên trong màn hình của cả hai sản phẩm này đều ở mức độ ổn. Còn về sóng sánh nghe gọi thì cả hai chiếc điện thoại của chúng ta đều tốt cả. Đấy, tuy nhiên là về cái việc nhận thông báo ấy, thì mình thấy là cái Oppo Reno 6 nó sẽ có hơi một tí delay về mặt thông báo. Còn S20 FE nó sẽ không xảy ra cái điều này. Đấy, vậy nên chốt lại là như này: nếu bạn cần một sản phẩm có thiết kế đẹp mắt hơn, rồi có một cái camera nhỉnh hơn thì các bạn sẽ lựa chọn Oppo Reno 6. Còn nếu các bạn thích một sản phẩm có thương hiệu tốt hơn này, có hiệu năng ngon hơn, có màn hình tần số quét cao hơn cái thứ nữa,
và có một bộ loa ngoài với công nghệ âm thanh tốt hơn thì các bạn sẽ lựa chọn Galaxy S20 FE. Thế còn trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.